Ngày 20 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2024. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng tất cả các thầy cô giáo trên toàn tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam các thầy cô giáo là những người tận tâm, tận lực, tận tình trong sự nghiệp chồng người vì sự phát triển của xã hội. Do đó, tỉnh luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để ngành giáo dục Đồng Nai phát triển. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh rằng, lãnh đạo tỉnh cũng tin tưởng Ban giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ luôn làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chính sách phù hợp và kịp thời để tiếp tục phát triển giáo dục và đào tạo, quan tâm đến đời sống của đội ngũ nhà giáo đáp lại sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh giám đốc sở giáo dục và đào tạo trương thị kim huệ đã cảm ơn những tình cảm sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với sở và đội ngũ nhà giáo trong toàn tỉnh dù còn nhiều khó khăn nhưng ngành giáo dục sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo